Má ơi, chuyện cầu hôn đại trang kết quả ra sao rồi má? Sao má buồn vậy? Hoàn toàn thất bại rồi con ơi. Má, má nói sao? Cha mẹ nó chê nhà mình nghèo, không có tương xứng. Thời đại này mà vẫn còn hổ đối môn đăng sao hả má? Còn chứ con, bức tường giai cấp ngàn đời không xô ngã được. Trời ơi, như vậy chuyện tình của con với đại trang chắc là không còn hy vọng gì nữa, phải không má? Hả má? Con còn phải hỏi, thì lẽ dĩ nhiên đã gặp nhiều trắc trở, không còn phương cách gì cứu gỡ. Má biết nói ra thì con rất khổ đau, nhưng biết làm sao khi đã gãy nhịp cầu. Con yêu đại trang và đại trang cũng yêu con, bởi yêu nhau thật lòng nên mới tính chuyện hôn nhân. Người ta chê con không công danh sự nghiệp, có danh dự gì một gã sinh viên. Nhà của đại trang cũng đâu có gì hơn mình, sao người ta nỡ đành sẽ cũng lìa loan. Anh chị đại trang đang ở nước ngoài, tương lai cả nhà xuất cảnh hết trơn. Luôn mấy ngày rồi đại trang không tới gặp con, không biết nàng là bị gia đình cấm đoán hay là nàng đã phản bội con. Trời ơi, cô không ngờ tình yêu của con lại bị trắc trở như vậy. Theo má nghĩ thì chắc con nhỏ nó bị gia đình nó cấm đoán, chứ không lẽ nào. Con à, má thấy nó cũng thương con lắm mà. Trang đã bỏ học hơn cả tuần lễ nay rồi, đã mấy lần cô đi ngang qua cổng nhà nàng, không thấy tâm dạng Trang ở đâu cả. Con không đủ can đảm nhận chung má à. Thực tế đã phũ phàng lắm rồi con ơi. Chuyện hôn nhân của con không thành tựu cũng chỉ vì cái tội nghèo. Má mong con hãy chú tâm vào việc học, mai ra. Làm sao mà con học cho được nữa hả má? Con khổ quá, con khổ quá má ơi, con khổ quá. Tuấn, Tuấn, con chạy đi đâu vậy? Trời ơi, thấy tình cảnh của con mà má muốn đứt ruột. Nhưng chuyện này má làm sao đau thế cho con được Tuấn ơi. Vậy? Dạ con là Trang đây bác. Cháu Trang đó hả? Dạ. Vô đi cháu. Dạ cháu kính chào bác. Trời ơi, mấy bữa nay Tuấn nó mong đợi con á, nó muốn lại con mát ra vậy đó. Nó nhớ cháu, nó bỏ ăn, nó bỏ học. Bác coi bộ nó mang bệnh tương tư rồi đó nghe con. Dạ con cũng nhớ anh Tuấn nữa. Mà ảnh có ở nhà không vậy bác? Có, nó nằm chè queo trên lầu á. Cháu ngồi đi chơi nha, để bác lên bác kêu nó xuống nha. Dạ, xin cảm ơn bác. Nếu chiều nay không có anh, ai sẽ đưa em về? Trời sắp đổ cơn mưa, chìm vào trong bế dâu. Kìa Trang, anh Tuấn. Trang ơi, từ em không bao giờ đến nữa. Em có biết là anh nhớ em đến mức độ nào không hả? Tuấn ơi, em cũng nhớ anh, không biết bút mực nào mà tả hết á. Thôi đi, em nói là em nhớ người ta mà sao em không đến. Luôn mấy ngày nay buồn hơn đám tang, cả cuộc đời đã mất đi hết niềm vui. Anh muốn chết quách cho rồi. Anh đừng có nói vậy không nên, dù sao thì anh cũng vẫn còn em. Hãy coi như tình ta là bất diệt, dù cha mẹ em đã quyết định. Thank you.
sao em nỡ để anh đợi chờ, vắng mặt một giờ như xa cách thiên thu. Anh Tuấn, Tuấn yêu quý của em ơi, anh có biết không, luôn mấy ngày nay em bị cha mẹ nhốt không cho ra khỏi nhà. Em đã khóc, khóc đến bây giờ tưởng chừng như không còn nước mắt. Rồi làm sao em đến đây được với anh vậy? Thừa lúc đi chợ Bến Thành sắm đồ với chị hai, em năn nỉ chị ấy cho em đến gặp anh lần cuối để nói lời từ biệt. Từ biệt? Phải, vì chỉ còn có 3 ngày nữa thôi là cả nhà em phải vượt qua ngàn trùng hải ly, rời xa đất nước thân yêu, bỏ lại dòng sông, bỏ con diều nhỏ, bỏ cả quê hương có tình yêu anh trong. Trọn đời em chỉ yêu anh, nếu rồi một mai duyên nợ không thành thì em đây nguyện chết với tình. Dù cho ở nơi trời xa vẫn một lòng tưởng nhớ về anh. Trang ơi anh sợ rồi đây xa lòng cách nghi mặt, nếu còn yêu anh thì em nên ở lại Sài Gòn, mình sẽ tự y kết hôn để thành vợ thành chồng. Không, không được đâu anh. Dù mình đã yêu nhau bằng một tình yêu đậm đà tha thiết, anh là hơi thở, là nhịp đập của trái tim em ngàn thu bất diệt. Một phút xa nhau lòng đau quặn thắt, nhưng nếu em ở lại đây cùng với anh cử hành hôn lễ thì chuyến đi này tất nhiên bị đình quan. Thì lúc đó ba mẹ em sẽ lâm vào cảnh hoang mang khó xử vô cùng. Thôi thì anh hãy để cho sợ gì ngắn sông cách núi, xin hẹn buổi tao phùng khi em trở lại quê. Trang ơi mình đã kề cận nhau đây mà còn phải chăm nhớ ngàn thương, phải ôm nỗi buồn của nhãn nam em bắt. Đừng buồn anh ơi, hãy nói lời từ tạ nào bằng nước mắt, xin chờ đợi ngày mai em sẽ quay về. Đành lòng nào chia xa em ơi, em có nghe buồn tái tê, người đi khó mong quay về nơi phương trời nào xa thăm. Người xưa có còn nhớ không cái thuở ban đầu có quên.
chịu lìa xa. Đừng đừng buồn anh ơi, em phải ra đi rồi em sẽ quay về, anh chờ tình em. Lời nói nhiều trong phút này tôi tiếng chừng như gió gào nơi cõi nào. Tuấn ơi, nếu có phải nợ duyên nhau thì xin anh hãy chờ hai đời. Từ bên kia đại dương em sẽ tới thơ. Điều mong ước cuối cùng của em là anh hãy ráng học cho thành tài, tạo được sự nghiệp công danh trong xã hội. Nếu một mai em không trở lại thì xin anh hãy cứ coi như tình mình đã mãi mãi chia xa. Đại Trang, anh Tuấn, Tuấn em, lời nhắn nhủ đầu tiên mà cũng là lời căn dặn cuối cùng. Nếu sau một thời gian dài anh không nhận được thơ từ tin tức gì của em thì xin anh hãy coi như là vì một nghịch cảnh nào đó em đã phản bội anh rồi. Trời, có chuyện đó nữa sao Trang? Thì anh cũng đừng chờ đừng đợi làm gì cho vô ích. Trang, em có thể giết chết tình anh sao Trang? Đã nói là số mạng, chừng đó anh hãy cố quên em, cứ lập gia đình với người con gái nào mà anh yêu thật sự. Còn Đại Trang, còn em, hãy coi như em chỉ là cái bóng mờ trong dĩ vãng. Không, anh không thể nào quên em được. Nếu thực tế có phủ phàng tác nghiệp như vậy thì dù không quên được anh cũng phải ráng mà quên nghe anh. Hãy coi chuyện tình yêu chúng ta chỉ là một chuyện tình của thời cấp sách. Nếu mất em rồi, anh không tiếc sống nữa đâu. Giờ phút này cũng chưa phải là đoạn cuối của tình yêu. Anh hãy kiên nhẫn đợi chờ, nhất là đừng làm chuyện dại dột nông nổi để buồn khổ cho nhiều người. Trang, thôi, em về, cho em gửi lời chào bác. Trang, em không thể nào ở lại với anh vài mươi phút nữa sao hả Trang? Hả em? Tuấn ơi, càng kéo dài phút giây ly biệt càng thêm não lòng, chứ chẳng có ích lợi gì đâu anh. Hơn nữa, chị hai em đang chờ em ở một quán nước ngoài chợ Bến Thành. Thôi, từ biệt nghe Tuấn. Từ biệt hay là vĩnh biệt? Em chưa trả lời trong lúc này được. Em đi nghe anh. Chào anh Trang. Khổ rồi, tao nói khổ rồi. Thưa dì, con đi bán. Hả đã, chờ tao một chút coi. Dạ, dạ thưa dì. Nè, có tiền không, đưa tao mượn đỡ 8 ngàn coi. Ờ, 10 ngàn đưa cho nó chẳng. Mà thôi, đưa luôn cho nó dư giả 15 ngàn đi. Dạ, con chỉ còn có 2.600 tiền lẻ để dành thôi. Dì đợi chiều con về đi. Lúc này thâm thủng quá, gần đứt vốn rồi đó. Trời ơi là trời, sao hãy mỗi lần đó tôi kêu nó đưa tiền cho tôi á thì y như là nó bố thí cho tôi. Cứ hẹn lần hẹn lượt, sáng trưa tới chiều. Trời ơi, tôi nuôi nó là tốt biết là bao nhiêu rồi à, mà chờ nó trả lại thì mắc đi là ăn mày à. Con đâu nào dám ngủ nghịch với gì. Dì đừng nói vậy mà, tôi di chuyển cho con, bởi con lỡ kẹt túi không có tiền. Cái nghề buôn bán đó là như thế đó, phải chờ hết kinh mới có tiền vô. Thôi 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 mày ơi, mày đừng có dạy con tôi. Ai không biết vậy nhưng tao đang
tâm xin. Xin là tiền đó mày biết không? À, mày biết không, mà hôm nay không biết là bị mắc ông long hay sao không biết nữa, xui xẻo quá trời quá đất đi. Hãy tao nói đứt tiền mấy chết gì đó, nợ nần nó tứ dân, bởi vì kẹt quá tao mới hỏi mày. À, vậy mà mày nói không có hả? Không có bây giờ làm sao tao gỡ nợ đây mày hả? Hay là chị lấy đỡ 2,600 tiền lẻ này đi. À, đứng nè mày, mày nín mày im mày câm cái bồ mày lại nha, đừng có nói cái giọng mà móc họng như vậy nha. Cái đồ con nít trên con bày đặt mà nói cái giọng khó ưa đó, thiệt y chang là cha nào con ấy à. Bởi cái thằng cha của mày nó ở ác dữ lắm á, chắc bây giờ nó cũng chưa có đầu thai đâu con. Con có làm lỗi gì thì dì cứ chửi con, chứ ba con đã chết rồi, dì đừng có động mồ động mả mà tội nghiệp. Cái gì? Nói động tới thằng cha mày không được hả? Chứ ba con có tệ bạc cái gì đâu mà dì nói ba con ác đức chứ. Không ác đức hả? Đây nè, nghe tao nói nè, chứ ba mày không ở ác với tao thì thử hỏi lại làm sao. Ông giỏi chết đi để tao phải khổ sở như vậy nè. Mày biết con ngày xưa cái thở mà tao còn son á, tao cần kiếm chồng để có con, vậy mà ông nỡ lòng nào không ra kiếm cho được một chút để ấm bọc, nên giờ này tao phải chịu cô đơn không có con để nhờ cậy sớm hôm á. Con đây mồ côi mẹ nên coi gì cũng như là mẹ ruột của con. Thôi thôi đi, tôi không có dám đâu, nuôi mấy người 7-8 năm nay biết bao nhiêu khổ nhọc, có mong gì mà được hưởng lợi. Dì nói vậy chứ thật sự lòng con lúc nào cũng vậy, coi dì như mẹ ruột. Cái gì? Coi như mẹ ruột hả? Nè, có nói lộn không á? Trời ơi, nói nghe phát ham à. Ý là tôi chưa có nhờ cậy á, chứ rủi mà đem tiền bạc về mà cũng khủng cho tôi á, trời ơi không biết làm sao nữa. Dạ, dạ thưa dì, con đi bán, để chiều quá nồi bánh canh ế làm sao ăn cho hết. Ê, rồi, nói vậy rồi đi thiệt hả? Dạ. Nè, còn 2,500 tiền lẻ gì đó, thôi đưa đây đi, cho tôi ngồi đỡ đi. Dạ đây nè, dì lấy đỡ đi. Nè, nhớ là chiều về phải có 15,000 nghe con, không có thì đi luôn, đừng có về nghe không. Cô ơi, cô có sao không? Trời đất ơi, sao ngất xỉu vậy nè? Cô ơi, tỉnh lại đi cô. Cô ơi, cô. Ôi da nợ quá. Tôi đi trong lề đường mà sao ông đụng tôi vậy? Xin lỗi cô, vì tôi tránh chiếc xe xích lô chạy ẩu giữa đường kìa. Cái chân cô sao vậy? Cô bị xe sát gì không? Chắc gãy rồi à. Sao trời mà tôi thấy nó đau nhức quá à? Đâu, cô đưa chân tôi coi coi. Ông đừng có làm. Để tôi coi thương tích có nặng lắm không. Nếu có xe xác gì thì tôi đưa cô vào bệnh viện băng bó. Ông an tâm đi, chứ không có gì đâu tôi. Không có gì, sao con ngất xỉu? Có lẽ là tại tôi sợ quá đó. À, nếu cô không có gì thôi tôi đi nha. Trời ơi, chết rồi, chết rồi. Chuyện gì vậy? Lên xe để tôi chở cô vô nhà thương. Vô nhà thương như vậy? Cho bác sĩ khám. Trong mình tôi đâu có gì mà khám chứ. Thì cô mới vừa la lên chết đó. Thiệt, cái ông này nè, không có biết gì hết trơn hết trọi à. Kìa, ông hãy nhìn đi. Xe ông cán, chiến tù bể hết, thì coi như tôi chết. Nồi bánh canh đổ hết, bao nhiêu vuông liên đem đổ xong đổ tiền. Cô cứ tin hơi coi, bao nhiêu vuông liên tôi sẽ đền tiền. Cô chớ có lo gì đâu, cô tin hết coi là bao nhiêu. 15 cái tù, 20 cái muỗng nè, một nồi bánh canh, giò heo đậu nạc. Tôi chưa mở hàng, chưa bán một tô, tổng chung là 40,000. Đây tiền đây, làm ơn cô đem lại coi có đủ không. Ủa, vậy sao tới 100 lận? Thì 40 tôi đền thiệt hại nồi bánh canh. Còn lại 60. Tôi đền thiệt hại cái té của cô á. À, thôi tôi không có dám nhận đâu. Có gì đâu mà cô ngại, xin hãy cất giữ để chi dùng. Cất đi cô. Cảm ơn ông. Phải nói là tôi cảm ơn cô mới đúng chứ. Ủa, gì kỳ vậy? Đã cho tiền tôi mà còn cảm ơn tôi nữa hả? Tôi lỡ lái xe gây tai nạn cho cô, cũng may là chỉ thiệt hại chút ít về vật chất, chứ chưa thiệt hại lớn về người. Cô không gây khó dễ cho tôi thì tôi cảm ơn cô là đúng đó chứ. Ừ, thôi vậy cũng được. Cảm ơn qua lại. Ơ kìa, cánh tay cô rướm máu kìa. Không có sao đâu, tôi bị trầy sơ sơ thôi. Xin phép ông nhau tôi về. Như vậy cô chưa về được đâu. Sao vậy? Tại vì tôi phải có trách nhiệm với cô kể từ bây giờ, nên tôi không thể làm ngơ. Vậy xin cô cho biết nhà cô ở đâu,
và tên cô là gì? À, ông hỏi nhà cửa tuổi tên tôi chi dạ? Thì tôi với ông là người xa lạ. Xin cô chớ có ngạc nhiên, vì như tôi đã nói vừa rồi, tôi đã gây phiền à, dù là không có gì đáng kể, nhưng cô đã bị té xuống đường, sợ còn chấn thương chi trong thân thể. Không có đâu, tôi chỉ bị trầy tay sơ sơ chúng đình. Nhưng chắc cô cũng không hẹp hòi với tôi mà không cho tôi được biết tên cô. Dạ, tôi tên là Thu Thủy. Thu Thủy à? À, còn nhà cô ở đâu? À, ở chợ Vườn Chuối á. Ông cứ tới đó hỏi cô Thủy bán bánh canh thì ai cũng biết hết à. Còn tôi tên là Minh Tuấn, chủ hãng gạch bông, đời đẹp như mơ. Hân hạnh được biết ông chủ hãng gạch bông. Hay là bây giờ cô lên xe đi, tôi đưa cho cô về. Ý, thôi thôi, không có dám đâu. Để tôi đi bộ được rồi. Chào ông. Cô Thủy ơi, chiều nay tôi sẽ đến nhà thăm cô đó nghe. Cô Thủy. Dì ơi, mở cửa. Mở cửa cho cô vô dì ơi. Giờ này nữa là trời ơi trời. Mở cửa đi dì ơi. Lẹ lên. Mở cửa thì không thử người ta mở chứ làm cái gì mà cứ giật cửa vậy? Đâu có quỷ cái nhện nhện yêu tinh gì đâu không à? Dạ, tại con tưởng gì ngủ gì không có nghe. Ai nói với mày tao ngủ hả? Tao nhắm mắt để đó cho tao có ngủ hồi nào đâu. Ủa bộ bữa nay bán hết rồi sao về sớm vậy Thủy hả? Có tiền không đưa tao đi. Đưa đây. Có bán được đồng bạc nào đâu. Con vừa mới băng qua đường thì bị xe đụng á. Cái gì? Bị xe đụng hả? Đáng đời à. Tao nói rồi, đường phố Sài Gòn này mà mày nhắm mắt mày đi như vậy là xe đụng mày cũng được rồi, có làm sao đâu. Thì đúng là mẹ nào con ấy à. Con gái mẹ của mày hồi trước chắc cũng vậy đó. Dì, con xin dì đừng xúc phạm tới má con. Má con có làm gì đâu mà động một chút là dì chửi. Động một chút là dì chửi hả? À, tao nói vậy không phải sao mà mày khóc. Ủa rồi tô chén rồi son nồi gì đâu rồi tao không thấy gì hết trơn rồi vậy? Dạ, bể hết rồi. Bể hết rồi. Trời ơi là trời, cái đầu ăn hại. Thiết là nuôi ông tay áo, nuôi tí dọn nhà, tao nuôi mày phù lân, để mày phá hoại tao mà nè. Bán tiền ở đâu mà sắp lại đây hả? Con quỷ cái kia hả? Nói này, xin chị bớt giận. Giờ con mừng lại, con bị đụng xe rách áo trầy tay. Dù mày có chết chẳng ăn nhầm gì, chứ mày đừng có nói hả, rách áo đây là tay trầy nè. Bây giờ nè, nói cho tao nghe coi, giống đánh tiêu tan mà lấy gì để bán mua này hả mày? Con nồi cũng vậy, nát tan hết trội à. Vậy mà mày nhậm câm mà mày không chịu bắt đền tao phải không? Dạ, dạ có chứ, con có bắt đền. Mày bắt đền hả? Rồi bắt đền được nhiêu vậy con? Dạ, 40 ngàn. Trời ơi trời, có 40 ngàn hả? Nồi niêu son chảo chống cánh vậy có 40 ngàn à? Làm gì ít chứ vậy? Dạ, đó là tiền đền bồi thiệt hại tài sản á. Con ơi, con chỉ bị chạy sơ sơ, không có bồi thường. Trời ơi, ngu quá. Trời ơi, tao đâu có ngờ mày ngu. Chắc cái ngu này cha mẹ mày để lợi hay sao không biết nữa. Nè, sao mày không nói là sưng mình, giặt phổi, bể lá lách mà còn nguy cơ để chấn thương sọ não nữa. Để người ta bồi thường tiền thang thuốc gì nhiều chút đỉnh. Mình không có bị thương tích gì nặng hết mà đòi tiền thang thuốc đi. Tội chết á. Đâu? Rồi 40 ngàn đâu nữa đây? Để mai con đi mua đồ bán lại á. Thôi, khỏi bán. Cho mày nghỉ hưu vài bữa đó. Đưa tiền đây đi để tao đi đậu chến chắc ăn hơn. Bà ơi, làm ơn cho hỏi thăm bà. Ủa, chú em muốn hỏi ai vậy? Dạ, ở đây có phải là nhà của Thu Thủy không vậy bà? Đúng rồi, nhà mà. Ủa mà chú em này là ai vậy? Hỏi nó có chuyện gì? Dạ, tôi là Minh Tuấn, chủ hãng gạch bông. Tôi muốn gặp Thu Thủy để thăm coi vết thương cổ có bớt chưa. Ủa, nói vậy chú em là người gây tai nạn cái nồi bánh canh hồi sáng đó phải không? Dạ. À, được rồi, chú em ngồi đi ra, để tôi kêu nó ra. Thủy à, Thủy con ơi, có ông chủ hãng gạch bông tìm con nè con. Vô mắng. Kìa, ông Tuấn, tưởng ông nói chơi không về ông thứ thiệt. Ông ngồi đây nghe, để tôi đi kêu nước uống. Thôi, khỏi Thủy à, hôm nay tôi dành chút ít thời giờ đến để thăm cô coi bệnh tình ra sao. Sẵn
nói luôn tiện đây tôi muốn bàn với cô. Dạ, có chi thì xin ông cứ nói. Tôi thấy cô ngày ngày đi bán đi buôn thật là quá vất vả khó khăn. Vì lẽ đó nên tôi tội nghiệp, tôi muốn tận tình giúp đi đỡ cho cô. Nói thẳng là nhận cô vào làm trong hãng gạch đó. Sao? Nếu như cô đồng ý thì ngày mai cô có thể đi làm. Trời ơi, thật là tôi quá bất ngờ. Nhưng mà ông ơi, cái chuyện này thì tôi còn phải hỏi lại ý kiến của mẹ tôi. Được rồi, cô cứ tự nhiên bàn bạc lại với gia đình. Nếu như không có trở ngại gì thì sáng mai này cô đến hãng đi gặp tôi. Đây, tấm danh thiếp ghi rõ tên tuổi và địa chỉ của tôi. Xin cảm ơn lòng tốt của ông. Ngày mai tôi sẽ đến gặp ông dù có làm hay không. Còn đây, quà biếu của cô, một chục cam với hai hộp sữa. Ý, tôi không có dám nhận đâu. Ông cảm phiền. Coi có gì đâu mà dám chứ không dám. Tôi xin nói rõ, đây là quà của người gây tai nạn, biểu cho nạn nhân, không cần biết thương tích nặng hay nhẹ. Mong cô hãy nhận cho tôi vui mà. Dạ, thành thật cảm ơn ông. Bây giờ tôi về, chào Thủy. Dạ, chào ông. Cho nhắn lời chào bác. Thành thật cảm ơn ông. Theo con, vậy mà con từ chối gạt bỏ tình cảm của người ta hết. Giám đốc mà lại đi cưới một cô công nhân chẳng ra gì, con không thấy tự ái chút nào sao vậy Tuấn? Thưa má, công nhân đâu phải là một cái tội má. Tội chứ, sao lại không phải? Tội gì đâu má. Tội nghèo. Nếu nghèo là một cái tội thì trước đây mẹ con mình cũng mang tội. Bởi nghèo nên người ta mới thẳng thắn từ chối lời cầu hôn của con với Đài Trang đó má, quên sao? Đúng, má muốn nhắc cho con nhớ cái nhục đó. Đời đã dạy mẹ con mình, dạy mẹ con mình một bài học đắng cay, để biết thế nào là vinh nhục. Con đã bước lên địa vị cao sang thì đừng để rơi xuống dụng cùng. Bây giờ con là một ông chủ nhân, trong tay có sự nghiệp, chứ không còn là một đứa học trò nghèo. Cưới vợ thì cũng phải hổ đối môn đăng. Má ơi, con đã chịu nhiều nỗi đắng cay bởi hổ đối môn đăng mà con tuyệt vọng. Sao má không đi đường khác hơn mà lại theo vết xe hận thù? Hiện giờ lòng con còn mang nỗi đớn đau. Con ơi, ngày xưa mình chịu nhục, nay có cơ hội trong tay, mình phải trả thù đời vì đời đã chẳng tương ta. Thì con quyết định cưới Thu Thủy làm vợ cũng là một cách trả thù đời đó má. Con nói chơi hay nói thiệt vậy Tuấn? Thì má nhìn kỹ đi, Thu Thủy có thua gì Đại Trang đâu. Trái lại còn đẹp, còn hiền hậu, dễ thương hơn nữa là khác. Con muốn cưới vợ là để cắt đứt dị dạng, để quên Đại Trang. Tại sao con không chờ đợi nó? Chờ đợi gì mà chờ đợi, đã 4 năm rồi, không một lá thư, không tin tức. Mà thấy đó, một kẻ bội bạc như vậy mà chờ đợi để làm gì hả má? Còn má, má thì lại khác. Má làm sao quên được cái nhục khi nhờ mai mối cầu hôn nó cho con. Nhưng má muốn chờ đợi nó là để trả lời với gia đình nó, coi ngày nay con có xứng đáng hay không. Đời mà có ai giàu ba họ, ai khó ba đời đâu con. Bây giờ thì mọi việc đã an bài. Con muốn má hãy thương con thì cũng nên thương Thu Thủy. Thương con thì má vẫn thương, nhưng con nhỏ cái mùa dốt nát đó, má nói thiệt,
cuộc sống nó khó hòa hợp đó. Con ơi, con quay đi, đàn bà con gái gì mà tối ngày không ai thấy mặt mày của nó, cứ ru ru trong phòng hết ăn no rồi ngủ. Con coi con chịu nổi đời không? Má, con nói má nghe, má cũng đừng chấp mê nhất. Vợ con bản chất thật thà nên thường hay thưa thớt. Nếu không có vừa ý thì má dạy lần lần. Má à, con nói má nghe, hồi mới cưới về thì vợ con cũng phụ lo bếp núc nấu ăn, nhưng phải nói là má quá khó khăn à. Nó nấu ăn không vừa miệng của tao mà mày không cho tao rầy, tao nói nó nữa sao? Trời ơi, ai quay đó. Canh chua thì nó bỏ đường ngọt như là nấu chè, cá kho thì cũng ngọt như là nấu chè vậy. Má ơi, ở đời mà bá nhân bá bụng bá bao tử, không vừa miệng má lại vừa miệng con. Trời ơi là trời, hãy động tới con vợ của nó là nó binh. Vợ nó làm gì cũng đúng, nói cái gì cũng phải, chỉ có cái con già này là bảo thủ, là lạc hậu thôi. Rồi rồi, má lại nóng với con nữa rồi. Má ơi, chuyện trong gia đình mà má, điều gì má không vừa ý thì vợ chồng con sẽ lần lần khắc phục để cho má được vui. Ôi thôi, kêu nó xuống ăn cơm đi. Chờ người này đợi người kia riết rồi, cơm lạnh canh nguội hết. Dạ thôi được rồi, để con kêu vợ con, mà có gì đâu má cằn nhằn. Bà xã ơi, bà xã ơi, xuống ăn cơm này bà xã ơi. Ông xã với má ăn đi, em chưa có đói. Đó, con thấy không Tuấn, lúc nào nó cũng gây phiền hà, bực bội cho người khác. Không ấy con đem cơm lên phòng ngủ cho nó ăn đi. Thì có gì đâu, má cứ ăn đi, còn vợ con nó ăn hay không thì kệ nó. Thôi đâu má thắc mắc chi cho nặng ngực vẫn biết nữa. Coi kìa, con bỏ đi đâu vậy Tuấn? Con lên phòng cất đồ đạc, sổ sách một chút chứ gì đâu, má dùng cơm trước đi. Trời ơi, hai đứa này nó làm cho tôi á, không có ăn cũng no nữa. Thôi dọn xuống đi. Bà xã ơi, bà xã ơi, sao không xuống ăn cơm? Làm gì nằm chờ que một mình có buồn vậy? Em no rồi. Ủa, sáng ăn điểm tâm gì mà tới giờ này em còn no vậy hả bà xã? Mới sáng sớm má đã cho ăn điểm tâm mấy trận chửi phủ đầu rồi. Em khổ quá, cái tình cảnh này làm sao mà em sống cho nổi chứ. Thôi nín đi, bà xã đừng có buồn nữa, má đã già cả rồi, lỡ có khó khăn bổn phận làm con mình phải ráng chiều má chứ. Ông xã à, em thấy dường như có điều gì đó không thể nói ra nên má có nói với em. Chứ từ khi về đây làm dâu, em biết thân chuyện không làm má giận, mà sao cứ bị rầy thì làm sao ở nhà này. Coi như tánh ý của mấy bà già xưa thường hay gắt gỏng vậy thôi, chứ nào đâu mẹ rầy em vì buồn riêng. Thế mà thấy mặt thì bị rầy một trận à. Sao anh có ở nhà không bao giờ má rầy? Có lẽ em với má kỵ tuổi á. Bậy bạ hoài, kỵ đâu mà kỵ không biết nữa. Chứ không kỵ sao em nói câu nào ra má cũng bắt bẻ. Khổ ghê vậy đó. Thấy ông xã đi làm á thì em phải chung vô phòng đóng cửa lại, cũng buồn chán thấy mồ chứ bộ sức ít gì à. Bà xã ơi, hay là bây giờ vậy đi. Sao? Anh sẽ cho em đi học Anh văn, một là để tránh cái không khí căng thẳng trong gia đình, hai là tương lai tới đây hãng mình sẽ giao dịch với nước ngoài, anh sẽ cho em đi làm việc tại văn phòng với anh, chịu không? Ở đâu làm cái gì, miễn lúc nào kề cận bên anh là em chịu à. Vậy thì em chuẩn bị đi, anh sẽ thưa qua với mẹ, rồi ngày mai anh sẽ đưa em đi học ha. Cảm ơn ông xã, ông xã của em thật tuyệt vời. Cậu muốn tìm ai? Thưa bà, xin bà cho tôi được gặp Thu Thủy à. Xin lỗi, cậu là ai? Dạ, tôi là Bảo.
thầy dạy anh văn của Thu Thủy. Mời cậu vào. Dạ cảm ơn bà. Cậu ngồi đó chờ một chút nha. Dạ xin bà cứ tự nhiên. Thầy mới đến. Chào Thu Thủy. Sao thầy biết Thủy ở đây? Cũng không có gì khó lắm. Nếu Thủy không cho tôi là kẻ tò mò. Thầy làm cho Thủy ngạc nhiên quá à. Tất cả mọi sự ngạc nhiên đều gây cho người ta một cảm giác thú vị. Có phải vậy không Thu Thủy? Dạ, thầy đến gặp Thủy có gì không vậy thầy? Sự có mặt của tôi có thể nói là hơi đường đột. Tôi là một người khách không được mời, nhưng tôi vẫn đến. Bởi vì luôn mấy ngày nay Thủy không đến lớp, làm bạn bè suy nghĩ lung tung. Không biết Thủy có chuyện gì nên thầy vội vàng đến đây. Thủy có bệnh hoạn gì đâu, bởi bận rộn đó thôi. Nếu vậy tôi mừng, Thủy làm tôi lo. Dạ, xin cảm ơn sự quan tâm của thầy. Thủy à, hôm nay sẵn dịp thăm Thủy, tôi muốn ngỏ lời với Thủy vấn đề này, không biết có gì trở ngại. Dạ, xin thầy cứ nói. Ngày mai tôi có tổ chức sinh nhật tại nhà, tôi thành thật mời Thủy đến dự cho vui. À, dạ thưa thầy, dạ em còn phải xin phép gia đình, nếu được em sẽ đến dự. Vậy bây giờ tôi về nha. Dạ thầy về. Thủy, tôi rất mong ngày mai được đón tiếp Thủy. Xin chào Thủy. Chào thầy. Bà xã nè, ai ở nhà mình vừa mới đi ra vậy? Thầy dạy anh văn của em đó. Phải ông xã về sớm một chút á, em sẽ giới thiệu cho hai người biết nhau. Anh ta tới đây chi vậy? Mấy ngày nay em không có đến lớp, thầy tưởng em bệnh nên tới thăm. Chà, thầy giáo mà lại quan tâm lo lắng cho học trò đến như vậy sao? Nhất là học trò gái là đẹp như em nữa. Nghi lắm mà. Có gì đâu mà nghi không biết nữa à. Trên cõi đời này đối với em không có ai hơn ông xã của em đâu. Thôi đi bà xã ơi, đừng có cho nước ông xã nữa bà xã ơi. Ông xã nè, ngày mai thầy giáo mời em tới dự lễ sinh nhật tại nhà. Ông xã có dám cho em đi dự không nhỉ? Hả? Sao lại không dám? Nhưng đi hay không là tùy em đó. Thôi, mình lên phòng nghỉ đi em. Về thăm con, xuống đi con. Nó chờ con ở phòng khách nè. Xuống liền nghe. Tuấn. Kìa, má kêu anh kìa. Đừng có lên tiếng, giả bộ ngủ đi. Có cô bạn gái nào ở nước ngoài về thăm anh, sao anh không xuống tiếp? Người ta kiếm kìa, xuống đi. Không, không xuống đâu. Tuấn. Trời ơi, sao để anh Đại Trang nó chờ lâu quá vậy? Xuống đi con. Đừng có để người ta một mình mà, bất lịch sự nghe. Ông xã, sao ông xã để người đẹp chờ lâu vậy hả? Có chừng người đẹp giận thì nguy đó. Bà xã xuống với anh đi. Coi, cái gì mà kỳ cục vậy ha? Bạn gái của anh chứ có phải bạn của em đâu mà kêu em xuống. Thì em xuống để cho anh giới thiệu. Không. Em không xuống thì trời đánh cái rầm anh cũng xuống nữa. Ơi không xuống, anh cứ ém quần ở đây một hồi má lên má đập nát cửa phòng cho coi. Xuống thì xuống chứ. Em đi với anh nè, anh năn nỉ mà. Ông xã nè, em giao trước à nghe. Nếu như em xuống dưới thì anh phải chịu em, không được làm mất mặt à. Đừng để cho em buồn mà tủi cái thân em, vì em cũng biết ghen. Em chớ nên lo lắng, anh không dại khờ đâu. Có em ngồi bên cạnh, anh đây rất an lòng. Nhớ giữ lời nghe không, quay chừng em giận luôn á. Bà xã yên tâm đi, thời điểm này em là dần trăng sáng tỏ, đã làm lu mờ tất cả các vì sao nhỏ bé giữa bầu trời tình cảm trong lòng anh. Thôi, nịn gì chưa đó ông xã. Em sợ rồi đây hả? Anh trở mùa gió chướng bất tử, em phải bơ vơ như chiếc lá rụng cuối thu. Trời ơi, Tuấn ơi. Ủa mày muốn làm cho ta mất mặt hay sao mà cứ trốn trong phòng hoài vậy Tuấn? Dạ, con xuống liền đây. Đi em. Khoan đó ông xã à. Sao khoan? Chờ em trang điểm sơ một chút đi, không thì mất mặt ông xã hết. Hay là ông xã đi xuống trước đi, em xuống liền. Nhanh nghe bà xã. Nhanh lên nha. Kìa anh Tuấn nó xuống rồi kìa. Chào Đại Trang. Dạ.
Chữ á khôn á, muốn gặp giám đốc còn khó hơn là gặp. Xin lỗi vì lý do đặc biệt. Đại Trang về nước hồi nào vậy? Mới vừa đặt chân xuống phi trường Tân Sơn Nhất thì em đã vội vã đến đây liền. Mấy năm trời lửa tình bốc trong tim, cũng chỉ vì anh nên em mới trở lại Sài Gòn. Cảm ơn Đại Trang đã dành cho tôi cảm tình đặc biệt. Nhưng hôm nay thì mọi việc đã đổi thay rồi. Tôi ôm nỗi nhớ thương mà chờ đợi hơn 4 năm trời, không thấy nhắn một lời cũng không một lá thơ. Anh đừng trách em mà tội nghiệp. Hơn 4 năm qua vì sự bắt buộc của gia đình, em phải theo mẹ cha suốt cảnh ra nước ngoài. Nhưng lòng em lúc nào cũng một dạ thủy chung. Còn đối với tôi thì chuyện xưa đã thuộc về dĩ vãng. Vì hiện tại tôi đã có gia đình, bà xã tôi thì chắc không đẹp bằng Đại Trang, nhưng lại là người mà tôi gửi trọn yêu thương. Thì ra anh đã có gia đình rồi. Phải. Xin chúc mừng hạnh phúc. Nhưng mà vợ anh đâu tôi chưa thấy. À kìa, bà xã tôi xuống tới kìa. Em ơi lại đây anh giới thiệu cho. Đây, Thu Thủy bà xã của tôi. Còn đây là cô Đại Trang. Người tình cũ 4 năm không gặp. Chào chị. Cũng đẹp quá chứ. Đẹp người nhưng không có đẹp nết. Tối ngày chỉ biết lo trang điểm, chứ không biết giúp chồng tạo sự nghiệp. Má, sao má lại nói như vậy? Tuấn à, lẽ ra nhà mình hôm nay á làm một bữa cơm thân mật để đãi Đại Trang, nhưng mà bất ngờ quá nên không có kịp tổ chức. Vậy thôi bây giờ con đưa Đại Trang đến nhà hàng đi con. À nếu vậy thì cũng tiện thôi. Cả nhà cùng đi cho vui. Mời má, mời Đại Trang, đi bà xã. Không không không, má không có đi được. À vậy thì Đại Trang cùng vợ chồng con đi nghe má. Đi bà xã ơi, bà xã. Vợ con cũng không có đi được nữa. Ủa sao vậy má? À, má có việc rất là cần vợ con giúp. Vợ con phải ở nhà với má. Nhưng con cũng rất cần vợ con có mặt trong bữa cơm thân mật này. Tuấn à, từ nhỏ tới lớn con không có giúp được một việc gì cho má hết. Hôm nay má mới cần tới vợ của con mà cũng không được sao? Dạ nếu má cần tới thì con sẽ ở nhà. Má cứ biểu cứ sai con không nài gian khổ, con sẽ làm bất cứ việc gì để cho má được vui. Con có thấy sự hiếu thảo của vợ con không? Giờ phút này má mới thấy nó dễ thương. Nếu má bắt vợ con ở nhà thì con cũng không đi. Ông xã à, ông xã cứ đi cho má được vừa lòng. Còn cô bạn cũ của anh chắc cũng thỏa ước mong. Đúng vậy, xin phép chị, tôi mượn anh Tuấn đi chơi trong vài tiếng đồng hồ rồi trả lại. Đi anh Tuấn, đi với em mà. Ờ, từ từ, có chừng té, có chừng té. Người ta mà như đồ vật kìa, mượn chút trả. Thủy, con ngồi xuống ghế đó đi. Dạ, có gì xin má cứ dài. Từ lâu rồi má định nói với con một chuyện, nhưng sợ con buồn nên má chưa tiện nói. Hôm nay sẵn dịp có con Đại Trang nó về nước nên má nói với con về chuyện chồng của con. Tuấn với Đại Trang là một đôi tình nhân, mấy năm trời chúng nó đã yêu nhau, chỉ đợi ngày kết tóc xe cơ. Bỗng nhiên đùng một cái Đại Trang đi nước ngoài. Thấy Tuấn buồn muốn chết, nó đòi tự tử mấy lần. Vậy sao mà anh nói với con chuyện tình buồn như đã lạc quên. Chỉ còn có biết con là vợ, ngoài con ra thì anh chẳng yêu ai. Ôi miệng lưỡi đàn ông mà, thôi sức đâu mà con lại dễ tin. Con không biết chứ, mấy năm nay Tuấn nó cưới con nhưng nó không có yêu thương gì con đâu. Chỉ vì con giống con Đại Trang nên nó mượn hình ảnh của con để nguôi nhớ Đại Trang đó thôi. Đúng hơn á, con chỉ là cái bóng của Đại Trang. Tôi là cái bóng của Đại Trang thật sao? Bây giờ Đại Trang đã về rồi, chắc chắn là con không còn chỗ đứng trong tâm hồn của Tuấn nữa đâu. Tốt nhất là con nên ly dị đi. Ly dị?
Không, không, con vẫn còn yêu anh Tuấn mà. Yêu suốt cả cuộc đời con không thể nào xa anh Tuấn được. Con không ly dị thì thằng Tuấn cũng sẽ ly dị với con thôi. Kể từ giờ phút này, Tuấn đã tìm được ảnh thật rồi. Nó đâu còn cần tới cái bóng mờ của con nữa. Ly dị đi, đừng cãi má. Má ơi, con sẽ ly dị. Con sẽ làm theo lời đề nghị của má, để cho mọi người ở đây được vui vẻ hân hoan vì đã thành công trong âm mưu thay chồng đuổi vợ. Con sẽ bằng lòng, con sẽ bằng lòng ký vào tờ đơn ly dị khi nào anh Tuấn nói với con rằng đã hết duyên hết nợ. Mỗi kẻ một nơi đuôi ngả đuôi đừng. Dù có khổ đau, con cũng cắn răng nuốt lệ vào lòng. Má ơi, mấy năm trời nay vợ chồng con sống trong âm êm hạnh phúc, con chưa có làm gì lỗi đảo tàu khang. Anh Tuấn đối với con lúc nào cũng một gia thủy chung, chưa có nói lời gì để cho con buồn con khổ. Nhưng nơi yêu anh muốn cho nhịp cầu thương gian dở thì con chấp nhận hy sinh để chồng con được vui lòng. Má sợ thấy con khổ, má tội nghiệp nên má mới bàn lối thoát trong danh dự cho con. Nếu con không bằng lòng thì sau này có cái gì thì con ráng mà chịu nhé. Đừng có trách sao mà không nói trước với con. Tuấn nè, 4 năm trời xa vắng nhau, em đã vượt qua mấy ngàn cây số đường bay để mang tình yêu về lại cho anh. Sao em thấy dường như anh lại tỏ ra hững hờ lạnh nhạt với em vậy? Tôi tin rằng Trang hiểu rõ điều đó hơn tôi mà. Nghĩa là sao hả anh? Gia đình Trang đối với tôi thật là khắc nghiệt. Nỗi đau buồn tủi nhục đã ghi vào trong lòng của tôi. Một dấu ấn khó quên. Trang còn nhớ không, cái thuở ban đầu mình đã yêu nhau bằng tất cả đam mê. Vì sợ chậm trễ mất Trang nên tôi toan tính chuyện cao đầu. Nhưng thật qua bất ngờ tôi bị cha mẹ nàng từ chối lời cầu hôn. Dù gia đình chẳng thuận ân nhưng em vẫn chung thủy một lòng. 4 năm xa cách muôn trùng mà em vẫn tìm về với anh. Trang còn trở lại làm chi khi mọi việc đã bài, tình yêu trong tôi nguội lạnh rồi. Ta nên giữ lại tình bạn mà thôi. Em biết lỗi do em không làm chủ lòng mình để dang dở tơ tình. Xin anh hãy giùm tha thứ. Nay mình không còn yêu nhau nữa thì kỷ niệm phải vùi chôn mẹ đâu trong tận tâm hồn. Anh không còn yêu em. Trang ơi, mối tình đầu tiên anh đây còn giữ mãi trong tim.
cho đến khi nào không còn hơi thở. Nhưng có lẽ anh với em có duyên mà không nợ, nên tình của chúng ta lúc nào cũng trắc trở. Dù có thật giả yêu nhau cũng không sao, nên giờ nên chồng. Xin em đừng dối trách anh là kẻ vô tình, bởi trong tình yêu đầu đời em là người đến trước, nhưng trắc trở để bây giờ em chậm bước một người thôi. Biết làm sao khi mọi việc đã lỡ làng rồi, dù có nhớ có thương cũng trở thành là kỷ niệm. Thôi mình hãy quên nhau đi, tình yêu xưa là tình bạn, anh không thể thay đổi nhân duyên cho thiên hạ chê cười. Rồi ta không thành thì em biết sống sao, lời nói đem ta từ em vẫn ghi bên lòng, xin hãy đợi chờ nhau. Trang ơi, anh đã đợi chờ em suốt mấy năm trời, tình thơ vắng bạc em đã vội quên mau lời thề hẹn nhau ghi khắc ở trong lòng. Cũng tại gia đình chừng nào đâu Trang cũng muốn quên anh, vì muốn nối lại tình xưa nên thuyền yêu mới tìm về bên cô. Nhưng Trang ơi, thời gian đã làm cho sao dời, vẫn đổi vàng dở khúc tương phùng, làm sao nối lại cùng thương. Anh Tuấn, tất cả chỉ tại em. Em không đủ nghị lực để giữ gìn tình yêu trong tầm tay của mình. Lỗi tại em. Không, có lẽ tại mình không duyên nợ nên phải xa lìa thôi. Không, lỗi tại em mà. Đến chết, đến chết em cũng không thể nào quên được. Xin biệt anh, xin biệt. Trang, Trang à, Đại Trang. Về có một mình vậy? Còn con Đại Trang đâu? Nó không đến dùng cơm tối hay sao con? Đại Trang sẽ không đến và sẽ không bao giờ đến nữa đâu má. Sao vậy? Bố con đã làm gì cho nó giận rồi hay sao Tuấn? Má muốn con phải đặt Đại Trang ở vị trí nào trong lòng con đây má? Má muốn nó phải là dâu của má, và ba má nó phải chịu kêu má bằng chị xui, dù ngày xưa họ từ chối. Má đừng quên hiện giờ con đã có vợ. Vợ con là Thu Thủy, là người mà con hết dạ thương yêu. Nhưng con Thủy nó không yêu con nữa đâu. Hả? Má nói sao? Con Thủy nó đã bỏ nhà này đi rồi con à. Trời đất ơi, Thủy đã bỏ đi rồi. Tại sao lại bỏ đi? Tại sao vậy má? Tại sao? Tại vì nó ghen. Mà cũng có thể tại vì nó đã phản bội con, nên ra đi theo tiếng gọi của trái tim rồi. Chứ không phải tại má, cũng chỉ vì má. Má muốn cho con nối lại tình cũ nghĩa xưa, nên mới đang tâm phân vợ rẽ chồng suốt buổi chiều nay. Má bắt buộc Thu Thủy ở nhà. Má đã nói gì để vợ con buồn đau tủi hận, không chờ đợi con về mà phải vội vã ra đi? Thì má có nói gì đâu, con đừng nên nghi kỵ. À, má nói là người tình cũ của con trở lại, nếu nó không chịu nổi ghen hờn thì nên ly dị là hơn. Trời ơi, sao bỗng nhiên đất trời sống vậy? Má không thương con sao nỡ làm điều tác tệ.
Thu Thủy là người mà con yêu quý, đâu có lỗi lầm gì má lại xua đuổi người ta. Tội nghiệp nàng thân phận cút côi không một mái nhà, giữa Sài Gòn này biết nghe ta túc nơi đâu. Trước khi ra đi nó để lại bức thơ này, con coi nó nói về và nó đã đi đâu. Đâu, thư đâu? Đây nè, tao thấy nó để ở trong phòng á. Anh Tuấn, vì tương lai hạnh phúc của anh mà em phải nói câu chia ly. Dù lòng em chẳng muốn xa anh, dù ngõ phước một giây, đường chiều mưa bay thân em đây không cửa không nhà. Về đâu chưa biết cánh chim vào trong bao tố, anh chớ tìm em làm chi, hãy coi như mình đã qua câu. Trời ơi, những nét chữ thân quen của người vợ thân yêu đã nhạt nhòa nước mắt. Anh nghe tan nát cả tâm can, lòng đau quặn thắt. Biết tìm em ở nơi đâu khi ngoài kia đường phố đã lên đèn mưa ngoài trời. Không chốn nương nhờ, ôi thương làm sao bóng vợ hiền trong mưa gió. Mưa ướt lạnh vai mềm, vùi dập cánh chim côi. Tuấn à, trời mưa lớn quá mà con đi đâu vậy con? Con phải đi, con phải đi, dù bão con cũng phải đi nữa. Nhưng con đi đâu giờ này? Con đi tìm vợ con. Nó đã đi, nó bỏ đi lâu rồi. Giờ đây con tìm, con biết tìm ở đâu. Đường phố mưa bay, không có ai đứng đợi. Con lên phòng nghỉ đi, sáng mai rồi. Còn tâm trí đâu mà lên phòng ơi nghỉ, khi chăn gối còn khoang khoảng hương tóc của vợ hiền. Con nhất định phải đi tìm nàng. Nếu vợ con có mệnh hệ nào thì làm sao con sống được. Mơ ơi, làm người ở đời thì ai cũng biết dinh biết nhục. Mẹ con mình ngày nay cũng vừa thoát cảnh tối tăm. Vợ con có lầm lỗi gì thì má dạy má khuyên. Chứ sao má đẩy xô nàng vào trong đau khổ ê chề. Thu Thủy em ở đâu? Tuấn, Thu Thủy! Tuấn! Tuấn con! Thank you.
nữa. Ai gõ mở cửa giúp con đây? Gì ơi. Trời đất ơi, cả tuần lễ nay à, tức tối ngày sáng đêm nó mệt gần chết rồi. Tính bữa nay là nghỉ xả hơn một bữa cũng lỡ kêu nữa. Thôi được rồi mấy mẹ ơi, bữa nay con bệnh lắm không có đánh nữa đâu. Dì ơi, mở cửa trời giúp ơi, con đi. Con bệnh mà cứ gõ cửa hoài khổ quá đi. Không muốn con chết hay sao? Chết là thiếu tay đó. Dạ, con là Tu Thủy đây. Ủa, Ma Thủy đó hả? Con bị mắc mưa ướt ráo à, lạnh quá à chị. Ủa, bà giám đốc đây hả? Sao không ở bển cho sướng thân gì đang chi cho khổ cực vậy nè. Trời ơi, tội nghiệp dữ không? Dạ. Ủa, bộ bị nhà giàu tống cổ rồi chứ gì? Dì cho con vô. Không, không được, không bao giờ cho vô. Dì ơi, dì nỡ nào tàn nhẫn với con như vậy? Trời ơi là trời, chứ kỳ vậy, không có tự nhiên rồi về để chửi tôi à. Nè, ông cho mày vô nhà cái tự nhiên mày rủa tao tàn nhẫn với mày, hả? Dì định nhớ, nhà này là nhà của ba tôi mua mà. Nhưng mà hiện giờ tao là chủ nhà này, tao có quyền, mày nghe chưa, tao có quyền. Và luôn tiện đây, tao cũng báo cho mày hay một cái tin mừng, ý lộn, tin buồn, là cái căn nhà này á, tao đã bán rồi. Mai mốt này người ta dọn tới, còn tao á, tao cũng không biết ở chỗ nào nữa. Trời ơi, thân già này bình bồng trôi nổi. Gì? Mày thấy tao khổ chưa? Dù sao gì đâu thì con chỉ tạm đỡ vài ngày thôi, rồi con sẽ tìm chỗ khác. Xin gì hãy thương tình cho con vào đi. Chịu chứ bây giờ tao còn cách nào nữa giúp đỡ mày đây. Dì à, đêm tối trời mưa, nếu dì gặp cho thì con biết ở nơi nào. Tao đã nói rồi, mày đừng năn nỉ ý ôi. Dù có một phút ra tao cũng không cho vô đâu, chớ đừng nói chi là mấy buổi mấy ngày tham lấy chồng vào giờ sáng mắt chưa còn. Thôi đi đi, đừng có khóc nữa. Trước nhà tao mày làm vậy tao xui xẻo lắm. Dì ơi, dì nỡ lòng nào xua đuổi con. Khi ngoài trời mưa gió dần dần, con như chim gãi cánh, như thuyền giữa phong ba. Con chỉ còn trông mong vào tình thương đùm bọc của dì. Nếu giờ đây dì quyết lòng từ chối, mặt thân con mưa dầm buốt lạnh, thì giữa đêm đen con biết nương tựa nơi nào? Nơi nào thì mặt xác mày, tao với mày chẳng có liên can. Nè cô mày biết nghe mày, đừng làm phiền tao giữa đêm mông. Tao còn phải đi ngủ nha, mày thấy không, khuya rồi đó mày. Dì ơi, sao dì không thương xót, ngỡ đang tâm quay lưng quanh mặt. Từ trước tới nay con chưa có lỗi lầm gì. Kìa Thúy, sao mắt lệ tuôn dòng? Giữa đêm trường một thân đơn độc, tai họa gì đã ập xuống đời em? Thầy ơi, xin thầy đừng tìm hiểu làm chi, vì em không thể nào nói hết ra đây. Cuộc đời bất hạnh, xin thầy hãy coi như là một chiếc lá xanh rơi chập chờn trong gió loạn, rớt xuống sông sâu bị dòng nước cuốn
trôi đưa đầy. Chưa biết phải về đâu cuộc đời kẻ không nhà. Đêm nay em sẽ lang thang như một gã ăn mày. Thầy ơi phước bất trùng lai quả vô đơn chi, đã bị cướp giật đồ mà còn bị ướt lạnh dưới đêm mưa. Giữa đường phố Sài Gòn không một mái nhà quen, em cảm thấy mình bơ vơ trơn trọi. Cũng may là gặp được thầy ở tại nơi đây, dù một phút một giây em cũng đỡ buồn đỡ tôi. Thủy à, hay là bây giờ vậy đi nghe. Dạ sao thầy? Tôi không dám khơi động vết thương lòng của Thủy, nhưng Thủy à, nếu Thủy không có nơi tá túc thì tạm thời tôi mời Thủy về nhà tôi nghỉ đỡ đêm nay, Thủy chịu không? Thầy ơi, em xin cảm ơn thầy đã nhiệt tình giúp đỡ. Nhưng xin thầy hãy coi em như người xa lạ mới vừa gặp gỡ bên đường. Thầy đừng bận tâm vì số kiếp đời em lắm nỗi đoạn trường, nên em cũng muốn thi gan cùng trời đất coi số phận nghiệt ngã đời mình kết thúc ra sao. Thủy ơi, thà là ta chẳng quen nhau, chứ biết em gặp hoạn nạn thì lòng giả nào tôi bỏ qua cho được. Thôi, mưa đã tạnh rồi, xin thầy an tâm cất bước, đừng để sót lại trong lòng những giây phút buồn thương. Không được đâu Thủy à, tôi không thể nào bỏ Thủy ở đây một mình trong đêm tối như quần áo ướt đẫm nước mưa như vậy. Thủy hãy nghe tôi, tạm thời về nhà tôi thay đồ và nghỉ tạm đêm nay, rồi sáng mai Thủy muốn đi đâu cũng được. Thầy ơi, nhưng mà... Nè, gia đình tôi thì Thủy biết rồi, chỉ có một mẹ một con thôi, chứ có ai đâu nữa đâu mà nghi ngại. Xin mời Thủy lên xe. Em không biết nói lời gì để cảm ơn lòng tốt của thầy. Thôi mà, xin đừng vội nói lời ân nghĩa lúc này. Xin mời Thủy đi em. Vừa nằm xuống là gõ cửa rồi hà, được rồi, tao mở cửa ra tao nắm vào đầu tao quánh cho một trận, quánh tơ bờ qua lá quánh mười mốt, đừng trở lại đây nữa nhau. Trời ơi, cái con này hỏi tao, cái con này tay sợ rồi. Không phải con mà cái thằng này. Ủa ai đó? Trời ơi, giám đốc rễ có gì? Vô đi con, vô đi con. Trời ơi, vừa nghe cái hơi con là gì, vội vàng mở cửa mời con vào liền à. Mở vậy. Ủa sao mặt mày được vui? Cái sự mà niềm nở như thế này không làm cho con vui hả? Sao mặt đỏ quạo vậy? À, hay là vì nói nhiều quá con đỏ quạo phải không? Thôi bây giờ để dì im lặng cho con tâm sự nha. Đó, mặt tình nói đi. Dạ, hồi chiều tới giờ Thủy có về đây không vậy dì? Ủa, gì kỳ vậy? Tôi hỏi Thủy có về đây không, sao dì không trả lời mà dì lại nói kỳ. Kỳ là cái Ủa, gì? Ủa, nói vậy con không có đuổi nó đi hả? Vậy là Thủy có về đây. Thủy đâu rồi? Thủy đâu rồi? Thu Thủy ơi! Thu Thủy ơi! Ủa, vụ con Thủy đó hả? À, có, nó có về, con nó đứng trước đây nè. Rồi cái nó đi rồi. Đi? Mà đi đâu? Trời ơi, đi đâu gì đâu có biết. À, tôi hiểu rồi.
Thật tôi không ngờ dì lại là một kẻ quá nhẫn tâm, không chút gì nghĩa nhân. Dì chẳng biết thương ai, chỉ biết thương tiền. Có lẽ dì tưởng rằng tôi đã đuổi Thủy, nên khi Thủy về đây dì cũng đuổi đi luôn. Đâu có đuổi. Có phải sự thật là như vậy hay là không? Trời ơi, con ơi, dì đâu phải là một kẻ mà tán thận lương tâm đâu. Nhưng mà cái chuyện này thì tại con Thủy nó đi chứ bộ. Nhưng Thủy bỏ đi đâu, Thủy ở nhà nào? Nếu biết thì dì hãy chỉ cho tôi mau. Trời ơi, có biết nó đi đâu đâu mà chỉ. Thì nó mới đứng đây nè, rồi cái nói có mấy tiếng rồi tự nhiên nó xách gói nó đi luôn à. Ai có biết nó đi đâu. Trời ơi, hỏi gì cũng như không, mất thì giờ quá đi. Ơi Tuấn à, dì nói cho con nghe nè, con thấy không, dì đối với con từng lời nói thật là ngọt ngào tình cảm, mà tại sao con nói chuyện với dì nó trời ơi nó khô cằn như sỏi đá vậy con. Bây giờ dì nói cho con nghe nè, chẳng bây giờ, ủa đi đâu rồi, trời ơi đi mất tiêu rồi, nãy giờ tôi đứng nói chuyện mình nè, trời ơi thiệt là khổ ghê vậy đó. Trời ơi tức ơi là tức, phải bè dè biết con nhỏ nó giận chồng nó bỏ về đây, mình giữ nó lại đi, rồi thấy nào thằng chồng nó cũng tới đây, mà thằng chồng nó tới đây gặp nó rồi thấy nào mình cũng có chút cáo. Thế nào cũng bo chút đỉnh ha, bo xong đàng hoàng một con mớ rồi bắt đầu là mình ngồi nữa. Mà bởi vậy trời ơi giờ này mà còn ngủ ghê gì được nữa. Ba chập gõ cửa rồi, thôi được rồi ha. Bây giờ bắt đầu tôi đóng cửa, tôi khóa cửa rồi đó. Cha mẹ nào muốn lỡ gõ thì gõ đi. Bây giờ tôi bắt đầu tôi đi xòe tiếp. Thủy ơi, em thấy sao? Em thấy trong mình có khỏe không em? Dạ đỡ nhiều rồi anh à. Chắc đêm qua em dầm mưa nên bị cảm lạnh. Cũng may là gặp được anh, chứ không chắc em dám chết vì đám mưa đâu. Vậy mà người ta kêu về nhà thay đồ, con muốn không chịu về nữa. Dạ thì em ngại chứ bộ. Thấy em súng xính trong bộ bà ba của bà già, anh tức cười quá mà không dám cười. Sao vậy? Thì sợ em giận chứ còn sao nữa. Không có đâu, trái lại em còn thấy thích bộ đồ này nữa đó. Đâu bây giờ em mặc thử bộ đồ này coi. Ý, đồ đâu mà đẹp quá vậy anh? Anh mua cho em đó. Thì biết không, suốt đêm qua anh thao thức cầu mong cho mau sáng. Anh chạy ra chợ Sài Gòn tìm mua, lựa hoài không biết bộ nào vừa ý với em. Nên anh nhắm chừng thôi đó. Anh lo lắng cho em nhiều quá, ơn này biết đến khi nào mới trả được. Ôi, ơn nghĩa gì mà em lo. Miễn sao em vui vẻ là được rồi. Đâu, bây giờ em mặc vào đi, để em xem thử ha. Anh chờ em chút xíu nha. Rồi, thì cứ tự nhiên đi. Ôi, tội nghiệp Thu Thủy quá. Không biết lý do nào nàng bỏ nhà ra đi, để lâm vào hoàn cảnh đáng thương như vậy. Mình đã gần hỏi nhiều, mà thầy Thủy không chịu nói, không biết nè. Thầy ơi, thầy coi nè. Nữa, cũng thầy nữa. Anh đã gian xin Thủy rồi mà, đừng có kêu bằng thầy nữa. Hơn nữa, lúc này Thủy đâu còn học anh văn. Em quên, xin lỗi thầy. Ý quên, anh xin lỗi anh Bảo nghe. Đẹp thiệt, đẹp vậy đó. Quá xá là vừa vặn luôn á. Bây giờ về nghe. Tạm thời Thủy mặc bộ đồ này đi. Trưa mai, anh đưa Thủy đến nhà Mai để cắt thêm nhiều bộ mới cho hợp thời trang nha. Anh Bảo nè, em xin cảm ơn lòng tốt của anh. Ơn nghĩa này em mong có được một ngày đền đáp. Nhưng mà bây giờ... Sao? Anh cho phép Thủy được nói tiếng tạ từ. Trời ơi, Thủy ơi, em định đi đâu mà đòi đi vậy hả? Nói thiệt nha, anh đừng có cười, em sẽ đi tìm việc làm. Không, không, tôi nhất định kể từ giờ phút này không cho Thủy đi đâu hết nữa. Nếu như em cần có một việc làm để khuây khỏa thì xin cứ ở lại đây, tôi sẽ nhận trả lương bằng giá mà Thủy đang cần. Chớ đừng bỏ đi đâu, tôi đã nhất định rồi. Thủy đừng làm tôi lo lắng, thân gái bơ vơ giữa cả đời thật là khó khăn.
Thủy. Anh Bảo à, xin anh đừng cản ngăn, tôi đã quyết lòng ra đi. Dù có ra sao, tôi đây cũng chẳng hề nuối nao. Dẫu lắm trung kiên, âu cũng là do nơi định số. Ai biết đâu chữ ngờ, làm sao mà gan đục khơi trong. Thủy à, trời đã khiến xuôi, ta hồi ngộ nơi này. Xin Thủy hãy ở đây đừng đi đâu nữa. Thủy ơi, làm sao tôi có thể yên tâm để Thủy ra đi trơ trọi thân đơn khi chưa biết rõ nguồn cơn, chưa hiểu hết những điều bí ẩn. Giữa xã hội bon chen lọc lừa dối trá, tôi chỉ sợ em không đủ sức vượt qua muôn ngàn cạm bẫy giăng đầy. Buồn lắm Thủy ơi, một mai em rời bỏ nơi này. Không biết tại sao, ngày đầu tiên em vào lớp học, tôi bất chợt nghe lòng rộn rã niềm vui. Có em rồi tôi không thấy đơn côi, chiều tan học tôi nghe lòng mình trong vắng. Những tháng ngày qua tôi ôm nỗi buồn sâu lắng, chờ gặp mặt em như nước đời ánh trăng. Thầy Bảo, thầy nói gì kỳ vậy? Tôi đã yêu Thủy, yêu thật rồi Thủy ơi. Trời ơi, thầy. Thủy ơi, lẽ ra thì trong giờ phút này đây tôi vẫn còn cầm nín, chờ đợi tình em như trái chín đi trên cành. Nhưng biết làm sao khi thực tế phũ phàng. Trời ơi khắc nghiệt thay, tôi yêu em mà em cứ vô tình như là không biết không hay. Buồn chuyện gia đình em nỡ bỏ ra đi, tôi muốn giữ lại vì sợ mất em mãi mãi. Hôm nay trước mặt em tôi cố thu hết can đảm để nói một lời là tôi đã tha thiết yêu em. Không không thầy ơi, trong thời gian này tôi xin thầy đừng nói tiếng yêu tôi, vì hiện tại tôi đang buồn đang khổ. Thủy ơi, nếu em không vui thì tôi xin được làm người an ủi, hãy nói đi em một tiếng nói ân tình. Hãy nói đi Thủy, chỉ cần em nói tiếng yêu anh thì nhà cửa này, tài sản này thuộc về em tất cả. Nói đi Thủy, hãy nói đi em. Không, không, quý trọng thầy thì có, nhưng yêu thầy thì tôi không thể yêu đâu. Xin chào thầy, tôi đi. Đừng đi Thủy, đừng đi Thủy. Hãy chờ nghe tôi nói lời này nè. Thủy ơi Thủy, Thủy ơi Thủy trời ơi, chết tôi rồi. Trời ơi, thầy Bảo, thầy Bảo đã bị xe đụng rồi. Thầy, thầy có sao không thầy? Đừng dậy đi. Trời ơi, đau nhức quá. Hai chân thầy làm sao vậy? Hai chân của tôi, hai chân của tôi. Để em kêu xe chở thầy vô bệnh viện nha. Xích lô, xích lô. Tuấn à, Tuấn, vô phòng ngủ đi con. Sao con nằm vật nằm giữa ở đây vậy? Quá, lúc này con tệ quá, cứ say xưa tối ngày. Chuyện hãng xưởng thì không chịu lo, bỏ sụi lỗ lã nhiều lắm rồi con ơi. Sắp sửa phá sản rồi, con có biết không con? Lo gì nữa mà lo. Từ trang qua rồi tôi muốn chết, tôi đang cần chết.
tôi tự tử bằng rượu cả tháng nay rồi mà sao tôi không chết, thiệt cũng lạ. Tuấn, con đừng có nói dại vậy. Con hư lắm rồi, con biết không? Má, chuyện gì cũng tại má tất cả. Má đã giết chết tương lai hạnh phúc của con rồi, má có biết không? Má có biết không? Má có biết không? Con ơi, con đừng buồn, đừng trách má nữa. Sở dĩ má có hành động vừa rồi là cũng chỉ vì con. Chuyện gì lỡ rồi má cũng ăn năn, vì má muốn trả thù đời câu hồ đôi tí mồm đăng, nên má đã làm gian dở duyên con. Mấy ngày nay má đi tìm suối ngược hết chợ lớn tới gia đình Sài Gòn, nhưng cũng chẳng tìm ra tin tức gì. Thủy như chim trời cả nước bạc tâm, không biết hiện giờ nàng ở đâu. Nếu như nàng mà có mệnh hệ nào thì chắc tôi cũng chết cho rồi. Tuấn ơi, con đừng nên nói bậy bạ, con chết rồi má sống với ai đây? Tuấn, má lúc nào cũng tin tưởng con là một đứa con hiếu thảo. Con ơi, con hãy nghe lời má, bỏ buồn bỏ rượu để lo chuyện hãng xưởng. Má tin rằng có một ngày nào đó trời Phật cũng xui khiến cho con tìm gặp được vợ con mà. Thôi thì má ơi, biết ở đâu mà tìm, chắc phải xuống dưới Diêm Vương để nhờ cha sổ bộ. Không, má không tin Thủy chết. Nó là kẻ sanh ra trong bất hạnh, thì giờ này cái cực cái khổ không làm nó chết đâu. Con hãy tin má đi con. Thủy ơi, cả tháng trời nay tôi nằm liệt giường liệt chiếu, nếu không nhờ có Thủy săn sóc thì thân này không biết sẽ ra sao nữa tí à. Ơn của Thủy. Anh Bảo, anh đừng nên nói vậy. Chuyện xảy ra cho anh, em là người có lỗi. Lỗi gì đâu? Tại em nên anh mới ra thân thể như vậy nè. Sao lại tại em hả? Chứ còn gì nữa. Cũng vì em bỏ đi đột ngột, qua đường như là trốn chạy, để anh đuổi theo xéo gọi, bất ngờ xảy ra tai nạn. Mai là không người giống mạng, tối nay tối của em rồi. Nào phải đâu, tai nạn này là tại anh mà. Vì băng ăn lộ không thèm dầm chân xe qua, mắt lo ngó về phía em thấy em bước đều quá nhanh. Anh càng vui vàng thêm hơn bông đầu, xe nhào tới tung chân anh té quỳ, mai em đỡ kịp không thì chẳng biết làm sao. Em nghe tiếng động quay lại, nào ngờ anh bị nạn tai. Tình sâu nghĩa nặng ơn này ngàn đời ta ghi. Trời ơi, sao anh lại nói chuyện ơn nghĩa nữa rồi? Phải nói là em mang ơn anh mới đúng chứ. Không, anh mang ơn em mới đúng. Nếu bỏ lên bàn cân thì... Thì ơn của em nặng hơn anh nhiều. Gần cả tháng trời, Thủy đã không quản ngại cực khổ, đêm ngày săn sóc cho anh. Chỉ vì tôi muốn cho anh mau bình phục. Còn mong muốn của tôi thì lại khác. Tôi muốn bệnh tình của tôi không bao giờ lành lặn. Trời ơi, sao kỳ vậy? Bởi vì tôi sợ ngày tôi mạnh lại rồi thì Thủy sẽ xa tôi. Tôi sẽ mất Thủy vĩnh viễn. Chắc hẳn là như vậy rồi. Thủy ơi, cả tháng trời rồi mình gần gũi bên nhau, tình cảm của Thủy đối với tôi lẽ nào không biến chuyển? Anh Bảo, chứ sao,
tôi vẫn coi anh như một người ơn, hay một người anh đúng nghĩa. Trời ơi, trái tim của Thủy được cấu tạo bằng sắt đá hay sao? Tại sao Thủy lại tàn nhẫn với tôi quá vậy? Tại sao vậy Thủy? Tại vì tôi đã có chồng. Trời ơi, Thủy đã có chồng. Vậy mà sao từ bấy lâu nay Thủy không nói cho tôi biết? Tại sao vậy? Tại sao vậy hả? Anh có hỏi tôi điều đó đâu mà tôi phải nói. Nhưng chồng của Thủy là ai? Có phải là Hoàng Tuấn, chủ hãng gạch bông đời đẹp như mơ đó không? Đúng là anh ấy. Tình yêu của Thủy đối với Tuấn hiện giờ ra sao? Lúc nào tôi cũng vẫn yêu anh ấy. Tôi yêu thật đậm đà, yêu tha thiết. Hình ảnh của Tuấn bất diệt ở trong tôi. Như vậy tôi là người hoàn toàn thua cuộc. Nhưng hoàn cảnh nào hai người lại chia xa? Chuyện ấy tôi thiết nghĩ anh cũng đừng nên tìm hiểu. Thôi, đã đến giờ dùng cơm trưa, để em dọn cơm lên cho anh ăn nha. Thật tôi không ngờ Thủy là vợ của Tuấn. Vậy mà từ bấy lâu nay mình lại đi mơ tưởng, thiệt là bậy bạ hết sức. Thôi, của Tuấn thì mình phải trả lại cho Tuấn. Để mình gọi điện thoại cho Tuấn. Alo, kêu tôi xin gặp Hoàng Tuấn. Tôi đây, Bảo đây, xin chào anh. Nếu anh còn thương yêu Thủy thì xin anh hãy đến ngay nhà tôi, lớp học anh văn để rước Thủy về. Vâng, vâng, tôi đợi anh. Anh Bảo, anh dùng cơm đi. Có lẽ buổi cơm hôm nay là buổi cơm cuối cùng của Thủy dọn cho anh. Và trong khi anh đang dùng cơm là lúc Thủy xin phép được rời khỏi nhà này. Được, lần này thì tôi không dám lưu giữ Thủy nữa. Nhưng xin Thủy hãy chờ đợi trong chốc lát, chờ đi mà. Kìa, Thủy. Anh Tuấn, sao biết em ở đây? Nếu không nhờ thầy Bảo gọi điện thì anh có biết em ở đâu mà anh tìm. Kể từ giờ phút này, tôi xin trao Thủy lại cho Tuấn và xin chúc mừng hạnh phúc. Một lần nữa, tôi xin thành thật cảm ơn thầy Bảo. Thủy, mình về em. Anh Tuấn.